Điện thoại giá rẻ, máy khỏe, pin trâu, chọn ngay Honor X6B. Điện thoại Honor 200, chuyên gia ghi nét, chân dung AI sắc nét. Thứ bạn cần là Honor có. Mua sắm tại Hoàng Hà Mobile để hưởng trăm ưu đãi dịp cuối năm. Quét ngay mã QR để biết thêm thông tin chi tiết. Chào các bạn, Mỹ đã bắt đầu nhảy vào cuộc chiến tại Trung Đông. Vậy mọi thứ diễn ra như thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu các bạn nhé. Như các bạn đã biết thì tại Trung Đông bây giờ đang có một chiến trường rất khốc liệt, đó là giữa Israel và Hezbollah. Trong cuộc chiến này, thậm chí cả lực lượng giữ gìn hòa bình của Liên Hợp Quốc cũng đang lên án vì bị Israel tấn công. Còn một chiến trường khác mà người ta đang nín thở chờ đợi từng ngày là cuộc tấn công của Israel vào Iran trong những ngày tới. Nó chưa diễn ra, nhưng nếu nó diễn ra thì hậu quả có thể là khốc liệt nhất Trung Đông hiện tại. Nói về cuộc tấn công mà Israel đang lên kế hoạch để trả đũa Iran thì đã gần 2 tuần từ lúc bị tấn công, Israel vẫn chưa hành động. Có thông tin cho thấy là ngày hôm nay, Thủ tướng Israel sẽ triệu tập chính phủ để đưa ra những quyết định quan trọng cho cuộc trả đũa Iran này. Trước đó một tuần thì máy bay vận tải hạng nặng của Mỹ đã được điều đến để hỗ trợ Israel. Có thể đoán là nếu cuộc trả đũa diễn ra, nó sẽ là một đòn đánh lớn. Mặc dù Iran tuyên bố sau khi bắn 200 tên lửa đạn đạo vào Israel rằng nếu Israel mà không trả thù thì Iran và Israel sẽ không thù oán gì nhau nữa, không đánh nhau nữa, hai bên đều sống yên bình. Nhưng mà với phong cách của Israel thì chúng ta có thể tự tin đoán rằng còn lâu Israel mới chịu bỏ qua. Dù sao thì cuộc trả thù của Israel vẫn chưa diễn ra, nhưng mà Mỹ thì đã có những hành động đầu tiên. Cụ thể, Mỹ mới đây đã quyết định trừng phạt một số công ty và tàu chở dầu làm ăn với Iran. Cụ thể là Bộ Tài chính Mỹ xác định có 17 thực thể sẽ bị cấm vận trong đợt trừng phạt này. Những thực thể khi đã bị trừng phạt thì sẽ bị Mỹ cấm làm ăn. Đồng thời, các đồng minh của Mỹ cũng không được làm ăn với những thực thể trong danh sách đen đó. Vậy thì câu hỏi đầu tiên mà mọi người sẽ thắc mắc là trừng phạt như vậy thì được cái gì? Thì có hai mục đích. Một là Mỹ muốn đánh vào tử huyệt nền kinh tế của Iran. Mỹ xác định rằng Iran dùng tiền bán dầu để tài trợ cho chiến tranh, tài trợ cho các đồng minh như Hamas, Hezbollah và dùng tiền đó để tổ chức quân sự, tấn công Israel. Thế nên nguồn tiền này cần phải bị cắt đứt thì Iran mới không còn sức mạnh để chống lại Israel được nữa. Mà sâu xa hơn thì là ép Iran phải nghe Mỹ. Đòn này thì có vẻ hiệu quả bởi đồng minh của Iran là Nga. Mà Nga thì không thể mua dầu của Iran vì đến Nga cũng đang là người đi bán dầu. Thế thì vụ này Nga không hỗ trợ Iran được. Việc trừng phạt này có thể trước mắt sẽ mang lại hiệu quả, còn lâu dài thì khó nói. Vì lâu dài thì có thể Iran sẽ tìm được đối tác mà bất chấp chống lại lệnh trừng phạt của Mỹ để mua dầu của Iran. Còn trước mắt thì khó vì phần lớn các quốc gia trên thế giới ít dám chống lại lệnh Mỹ. Còn mục đích thứ hai là Mỹ hy vọng có thể từ đòn trừng phạt này sẽ làm suy yếu Iran, từ đó Israel có thể sẽ lựa chọn cách đáp trả nhẹ nhàng hơn. Giảm bớt căng thẳng ở Trung Đông là điều mà Mỹ đang mong muốn. Vì lâu nay người ta đang lên án việc Trung Đông căng thẳng, một số người dân Mỹ cảm thấy rằng Mỹ đang phải chi quá nhiều tiền cho cuộc chiến tại Trung Đông và Ukraine. Thế nên chính quyền dân chủ đang bị nhiều người cho là làm lãng phí ngân sách vào việc không đâu. Bởi vậy, chính quyền đảng dân chủ ít nhất là phải kiềm chế được cuộc chiến của Israel, không để nó bùng lên và lan rộng. Nếu thành công thì đảng dân chủ có thêm cơ hội chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới. Vì vậy, Mỹ phải hành động khá gấp. Còn nếu để chiến tranh bùng nổ lại thì đảng Cộng hòa sẽ có cơ hội chiến thắng cao hơn, vì ông Trump thường vận động bằng cách sẽ chấm dứt xung đột của Mỹ, bảo vệ ngân sách quốc gia. Rồi thế thì câu hỏi thứ hai là tại sao Mỹ lại có quyền trừng phạt? Các bạn thấy là Mỹ thích trừng phạt ông nào là trừng phạt? Từ nước nhỏ như Triều Tiên, Iran đến nước to như Nga, Trung Quốc cũng bị trừng phạt. Tại sao Mỹ có thể làm như vậy? Để hiểu thì các bạn cứ hình dung là thế giới như một ngôi làng. Trong làng thì có một ông trùm giang hồ to nhất là Mỹ. Cả về kinh tế và sức mạnh đàn em thì Mỹ đều mạnh nhất. Trong làng có các ông trùm khác là Trung Quốc, Nga, rồi những hộ gia đình khác. Bây giờ, ông nào mà làm trái ý của ông chủ Mỹ thì ông này sẽ đóng vai trò là người phán xử. Mỹ bảo hộ A, nhà kia làm trái luật, tao cấm cả cái làng này giao du với nó. Như vậy là Mỹ trừng phạt nhà A. Mỹ bảo nhà B đang phát triển vũ khí hóa học làm lây lan dịch bệnh cho làng, nên cấm cả làng không được đến nhà B ăn hủ tiếu. Như vậy sẽ làm kinh tế nhà B kiệt quệ vì nhà này sống bằng nghề bán hủ tiếu. Thế là nhà B cũng bị trừng phạt. Về lý thuyết là nhà nào cũng có quyền trừng phạt nhà khác, không riêng gì ông chủ Mỹ, Trung Quốc hay Nga.
kể cả nhà B cũng có quyền trừng phạt Mỹ. Ví dụ nhà B tập hợp các con trong nhà lại và tuyên bố từ nay nhà mình không chơi với thằng Mỹ, cấm ai trong nhà này, kể cả là trong làng, nếu đến làm ăn với Mỹ thì đừng có nhìn mặt tôi. Về lý thuyết thì là như vậy, ai thích trừng phạt ai cũng được, nhưng lệnh trừng phạt của ai có giá trị, đó mới là điều quan trọng. Mỹ nói thì phần lớn cả làng đều phải nghe, vì Mỹ quá mạnh rồi, chi phối cả làng. Ông nào đòi bước ra con đường riêng chống lại lệnh Mỹ thì sẽ phải nhận hậu quả. Ông Nga, ông Trung Quốc mà ra lệnh trừng phạt thì cũng được, có lẽ là cũng có người nghe, nhưng mà ít hơn Mỹ. Còn như nhà ông B cũng đòi trừng phạt Mỹ thì có lẽ nói chẳng ai nghe. Người ta sẽ bảo là bố thằng điên đòi chống lại ông trùm, tao thà làm ăn với ông trùm chứ nhìn mặt mày làm cái mẹ gì. Chưa kể là mấy tổ chức trong làng như kiểu hội đồng bảo an làng, hay quỹ tiền tệ làng, hay hệ thống thanh toán xuyên gia đình cũng do ông trùm nắm hết. Tiền của làng do ông trùm in thì ông trùm nói ai mà không nghe. Người phán xử đã phán thì tiếng nói rất nặng. Đó là lý do tại sao mà Mỹ có thể tự ban cho mình cái quyền trừng phạt nước khác. Không rõ là việc trừng phạt Iran có làm Israel bớt giận dữ và trả thù một cách nhẹ nhàng hơn không. Cái đó thì chúng ta phải chờ tương lai để thấy. Còn hiện tại Israel vẫn đang duy trì cuộc chiến khốc liệt tại Liban, mà cụ thể hơn là ở miền Nam. Vì các bạn còn nhớ mục đích của Israel là kéo quân vào miền Nam Liban để đánh đuổi Hezbollah khỏi miền Nam, đảm bảo an toàn cho cư dân Israel ở biên giới. Nên Israel chỉ đánh từ miền Nam đến thủ đô, còn miền Bắc thì không đụng vào. Hiện tại thì Israel đã kéo đến 4 sư đoàn, ước tính khoảng 20.000 đến 50.000 quân. Vì thực tế là Israel cũng không công khai số lượng binh sĩ của họ. Và cuộc chiến tại đây thì đang rất khốc liệt. Ở Liban, Hezbollah cũng sử dụng chiến thuật du kích. Nên để có một chiến thắng nhanh gọn với Israel là điều không dễ dàng. Mới đây thì căn cứ của lực lượng giữ gìn hòa bình Liên Hợp Quốc bao gồm quân của nhiều quốc gia đã bị Israel bắn bị thương. Liên Hợp Quốc đã lên án tố Israel là vi phạm nhân quyền. Tại sao lại đánh người của Liên Hợp Quốc? Thế Israel cũng lên tiếng phản đối rằng chúng tôi có đánh người của Liên Hợp Quốc đâu. Do mấy ông Hezbollah cứ trốn sát các căn cứ của Liên Hợp Quốc, chúng tôi không đánh sao được. Trước khi bắn Hezbollah, chúng tôi đã thông báo cho Liên Hợp Quốc đề nghị họ trốn vào khu vực an toàn rồi. Sau đó chúng tôi mới bắn. Ai ngờ các ông không trốn thì bị thương phải chịu chứ sao trách tôi được. Nhìn chung thì giờ Israel vẫn đang bị lên án vì làm người của Liên Hợp Quốc bị thương hai người lính của Indo, tuy nhiên không nguy hiểm đến tính mạng. Bên cạnh việc đánh du kích đối phó với pháo binh của Israel thì Hezbollah cũng vẫn liên tục bắn rocket và máy bay không người lái và cả đạn pháo vào Israel. Mới đây thì cuối giờ chiều ngày thứ 6, chờ đúng dịp lễ Yom Kippur, Hezbollah đã bắn 320 quả đạn vào Israel, phần lớn chúng bị đánh chặn nhưng nhiều quả vẫn chạm đến mặt đất. Mặc dù tấn công với số lượng lớn nhưng thiệt hại về người đối với Israel là không đáng kể. Có 3 người đã bị thương do các mảnh vỡ của vũ khí gây ra. Mặc dù đến giờ cuộc chiến ở Liban đã trở nên khốc liệt nhất trong lịch sử cách đây gần 20 năm, cuộc chiến ở Liban đã gây thiệt mạng đến 1.200 người, thì đến nay con số đã tăng lên 1.500 người và nó vẫn còn tiếp tục diễn ra trong tương lai. Và không chỉ số người Liban thiệt mạng, dân Israel cũng đang phải đối mặt với các mối đe dọa từ trên trời. 15 lính Israel được cho là thiệt mạng trong các cuộc đụng độ tại Liban và số người bị thương thì rất nhiều. Theo CNN, bệnh viện ở Israel đã phải dừng các trường hợp phẫu thuật không khẩn cấp để ưu tiên cứu chữa những người đang bị thương do chiến tranh. Còn các em bé sơ sinh thì được chuyển xuống tầng hầm, những nơi chống được bom đạn. Như vậy, có thể thấy cuộc sống của người dân Israel cũng không phải hoàn toàn không ảnh hưởng gì bởi chiến tranh. Và nếu cuộc chiến này còn kéo dài thì người dân ở cả hai bên sẽ cùng bị thiệt hại. Mới đây thì dù vẫn bắn tên lửa vào Israel nhưng mà Hezbollah cũng đã ra tín hiệu muốn hòa. Cụ thể, thay vì yêu cầu Israel phải rút hoàn toàn khỏi Gaza để đổi lấy hòa bình thì giờ Hezbollah sẵn sàng hòa bình mà không cần điều kiện. Tuy nhiên, liệu Israel có chấp nhận hay không vẫn là một câu hỏi lớn. Rất mong là các bên sẽ kiềm chế, ngừng bắn để cuộc sống của người dân được bình yên trở lại. Và mong Israel sẽ có cuộc trả đũa Iran nhẹ nhàng để chiến tranh không nổ ra thêm. Các bạn đã xem video, xin chào và hẹn gặp lại.